Ăn sáng bánh chưng đỏ. Đây là bánh chưng đỏ. Sau khi phá cách được một nồi bánh chưng đỏ, buổi sáng hai cục thôi, kẻo mập. Nhìn giống bánh trung thu. Bánh chưng đỏ nhưng mà nhìn giống bánh trung thu thập cẩm không? Bánh chưng đỏ nhìn y chang bánh trung thu luôn, tưởng bánh trung thu. Bữa nay ăn sáng bánh chưng. Làm hai cục đủ à? Trời đang mưa phùn, em vừa ăn cho mát, mặc dù lạnh cho nó thoáng. Chính xác là ra vườn ăn cho thoáng. Cái trời đang lạnh mà. Thích màu xanh. Quay lên cái màu xanh nhìn nó đẹp. Quay trong nhà có 4 bức tường à. Trong buổi sáng à, buổi trưa và buổi tối ăn củ quả, buổi trưa ăn bí đao, buổi tối ăn su su. Còn 30 quả su su ở ngoài á, mỗi một bữa chỉ ăn được có 3-4 quả. 30 quả ăn được mấy ngày à? Một tuần.